Chào các bạn. Các bạn ơi, với cái cuộn băng keo này, một cái kéo và mấy cái sợi kẽm nhung này, mình làm hoa. Cái này là nụ tầm xuân nha các bạn. Mặc dù Tết đã qua rồi nhưng mà mình cũng làm để mà mình có một cái bình bông mình livestream đó các bạn. Mình cắt quấn lại. Gấp đôi nó lại rồi quấn lại nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta làm cái cây kẽm này, kẽm cành nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta lấy cái này chúng ta quấn vô nè. Rất là dễ luôn các bạn ơi, không có khó. Thế một khoảng là chúng ta để nó vô một cái vậy đó. Hoa này Tết người ta hay trưng đó các bạn. Nụ tầm xuân. Rồi chúng ta có cây bông nụ tầm xuân.
Tết người ta hay chưng đó các bạn. Giờ chúng ta sẽ cắm vô cái bình này nha. Mình làm sẵn một cái bình rồi nè, mình cứ cắm vô ngẫu nhiên nha các bạn, tự nhiên. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái bình hoa rồi nha các bạn. Rất là dễ làm luôn, chỉ cần có kẽm cành và kẽm nhung à. Đó. Để mình để ngoài này mình chụp hình cho các bạn coi nha. Đủ màu sắc hết luôn. Đây, để xuống đây. Xin chào các bạn nha.